À, dạ vâng, em Luân xin được chào mọi người các bác nhá. Súp hơi đơn các bạn. Súp hơi đơn bát 50 sử dụng bát Vital Pro các bác nhá. Những quả súp hơi đơn cực kỳ là chất lượng, đã từ rất lâu rồi em không nhập được những quả súp này. À, thưa các bác của anh em, quả súp hơi đơn sử dụng bát 50 từ leo, dòng leo bi cao cấp các bác nhá. À, nó sử dụng bát Vital, dòng gấu nhất của dòng họ nhà Vital các bác nhá. Súp Lexo, hàng xịn của Chila các bác nhá. Lexo LS18. Quả súp này thì hồi cuối năm 2022 thì em có về một lô và bán hết ngay sau khi hàng về các bạn. Và từ ngày đó tới giờ thì cũng không có hàng nữa các bạn. Từ ngày đó giờ không có hàng nữa. Các bác của em thân mến, là mọi người có điều kiện thì chơi súp Lexo, hàng xịn sản xuất tại Made in Fang. Còn các bác có điều kiện trung bình thì các bác chơi Lexo xịn của Chila các bác nhá. Đấy, Lexo xịn của Chila. Ok chưa? Để anh em sẽ cắt ra cả nhà nhá. Không thể nào đẹp hơn thường này các bác. Để em sẽ cắt cho cả bác xem. Và em báo giá luôn, giá đợt này hợp lý lắm các bác nhá. Giá đợt này nó rẻ hơn mấy triệu so với đợt trước đấy các bạn. Đợt này các bạn, hôm nay video ngày 22 tháng 7 năm 2023 thì xin được chào bán tới các bác của anh em quả súp Lexo bát 50 này, dòng hầm các bác nhá. Với giá là 15 triệu đồng một quả tại cửa hàng. 15 triệu đồng. Các bác của anh em không nghe nhầm đâu ạ. Ok chưa? Em giới thiệu lại là anh em có điều kiện chơi Lexo Made in Fang, sản xuất lắp ráp tại Pháp. Còn bác nào ít tiền, đúng không ạ? Vừa tiền mà vẫn muốn hay, chất lượng thì sử dụng Lexo xịn của Chila, Made in Chila cả nhà nhé. Ok chưa? Đẹp quá các bạn. Giá 15 triệu đồng một quả, giá rẻ báo công khai. Ok chưa? Đó. À mà từ từ. À, Khanh vào lấy cho chú bộ cái khoa mấy cái lục giác nhỏ này để vặn bát ra cho các bác của anh em xem luôn này. Ok chưa? Đó. 15 triệu đồng một quả các bác nhá, dòng súp hầm các bạn. Ok chưa? Sử dụng bát Vital Pro. Leo bi khủng long bạo chúa, giá êm ơi là êm các bạn. Giá này các bác không mua nhanh thì chắc chắn sẽ lại cháy hàng. Và giá này nó rẻ hơn năm ngoái cả mấy triệu đồng một quả các bác nhá. Rẻ hơn cả mấy triệu đồng. Ok chưa? Về có vài quả thôi, nó không có nhiều các bạn. Không có nhiều để mà mua các bạn. Nó có mấy quả thôi ạ. Đó, nó không có nhiều để mua. Đây em sẽ mở ra là cả nhà xem, tham khảo chất lượng của sản phẩm luôn. 15 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Giá rẻ thì lúc nào cũng báo giá công khai. Đây em sẽ mở ra nhá. Đấy, có mấy quả thôi các bạn, không có nhiều đâu ạ. Anh em liên hệ với em sớm nhá. Liên hệ thật sớm ạ. Năm ngoái về 10... năm ngoái em nhớ không nhiều là về 15 quả, bán gọi là một tuần là hết hàng các bạn. Đợt này về được có mấy quả thôi ạ, không có nhiều. Em nhớ không nhầm là 8 quả hoặc 9 quả. Đợt này về em mua được 8 quả hoặc 9 quả gì đó. Giới thiệu chuẩn thật cho các bác của anh em luôn. Đó, đẹp lắm, thùng gỗ các bác nhá, thùng gỗ. Đấy. Lexo xịn của Pháp thì nó 100 triệu một quả, đúng không ạ? Còn Lexo xịn của China chỉ có 15 triệu một quả thôi. Còn chất lượng của nó thì mời các bác của anh em xem. Đó, các bác xem và đánh giá. Lexo đây. Bác nào mà có không gian rộng mà đánh quả súp này thì nó là tuyệt vời luôn các bác nhá. Súp đánh nghe hay phẩy lắm các bạn. Quả này năm ngoái em nghe rồi. Quả này năm ngoái em nghe quá đẳng cấp luôn các bạn. Không có nhiều các bác nhá. Năm ngoái mua được hơn chục quả, năm nay mua được 9 quả. Nào, đấy. Đây ạ, đây em mở cả bát cho cả nhà xem nhá. Đấy, các bác nhìn này. Bát 50 từ leo, dòng leo bi, gân vải tẩm dầu, màng giấy gân sóng, ốp phơ lồi. Em sẽ mở luôn cho cả nhà xem bát của nó. Quá đẹp luôn các bạn. Hai số máy của em để các bác liên hệ nhá. Bác nào mà chơi là chơi cả một đôi cho hoành tráng các bạn. Không mua được những quả như này đâu các bạn. Đấy, thùng gỗ đóng rất chắc chắn, cẩn thận các bạn nhá. Đúng không ạ? Đấy, theo như quan điểm của em là cứ giới thiệu chuẩn cho các bác của anh em, đúng không ạ? Ai có điều kiện thì chơi hàng Lexo xịn của Pháp, còn ai có điều kiện trung bình chơi hàng Lexo xịn của Chila. Đấy, em giới thiệu đúng về nguồn gốc xuất xứ, đúng không ạ? Chất lượng đây các bác xem.
những quả này giờ về cho em bán gọi là lãi suất xíu thôi các bác nhá, rất hợp ví tiền. Bao các bác của anh em đánh phê thanh toán, không phê chuyển lại đúng không ạ? Đấy còn bao đánh phê cơ mà. Đấy cái màng này, ui giời, màng này thì tuyệt vời rồi các bạn. Đó, đây mở bát cho cả nhà xem xong là để mọi người đánh giá nhá. Mở cho mọi người xem xong mọi người đánh giá. Chắc lắm đúng không? Ui mộng của nó này các bác nhìn này. Mộng nó bơm keo, phải nói là. Ôi nói thật sự toàn thể các bác nói trêu nhưng mà nó thật các bác nhá. Nhiều bác không nghĩ đây là xịn của China đâu, mà các bác đây là nghĩ là Lexo xịn của Pháp đấy, đúng không ạ? Nói thật sự luôn đấy. Đúng không ạ? Nhiều bác xem như đây là Lexo xịn của Pháp đấy. Ok. Ây da. Đây, các bác của anh em xem nhá. Chất lượng của sản phẩm các bạn. Đó, chất lượng của sản phẩm nó như thế nào. Đấy, rút dây loa ra. 15 triệu đồng một quả. Hai quả giá chỉ 30 triệu thôi cả nhà nhá. Đấy. Ủa vừa không? Đây ạ. Ok chưa? Nào, quay đây. Quay cái này ra đây, đúng rồi, đấy các bác nhá. Sản phẩm sử dụng bát Phyto Pro Made in Italia các bác nhá. Made in Italia. Ok chưa? Mã số bát là 18XL1600 3200W 8 ohm. Ok chưa các bác? Cả nhà đánh giá chất lượng đi ạ. Cả nhà đánh giá chất lượng. Ok chưa cả nhà? Đó, cả nhà đánh giá chất lượng. 15 triệu đồng thôi. Đó, ok chưa cả nhà? Vâng ạ, có vài quả thôi. Các bác của anh em liên hệ cho em sớm nhá. Số lượng không có nhiều, đúng không ạ? Giá thì bao êm, bao chuẩn cho các bác của anh em. 15 triệu đồng một quả tại cửa hàng. Em nhấn mạnh lại, các bác của anh em có điều kiện chơi Lexo của Pháp. Còn trung bình, đúng không ạ? Các bác của anh em chơi Lexo của China. Đây, các bác nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Đấy, hàng đẹp, hàng tuyển các bạn. Không phải suy nghĩ. Giá rất hợp lý, vừa ví tiền. Và thưa các bác của anh em, để cho quả súp về nó cho là chất âm hay, các bác của anh em sẽ sử dụng những con đẩy có công suất ít nhất là 1000W một kênh nội trở 8 ohm các bác nhé. Một lần xin cảm ơn toàn thể các bác của anh em ạ. Đó. Tuyệt vời luôn ạ.